bỏ bà đi. Bỏ bà đi, nhỏ này có duyên nè. Dạ. Dạ em xin lời nói đầu tiên em xin gửi tới chào đến hai vị ban giám khảo và anh MC và toàn thể mọi người bà con của đó. Chào chú Trấn Thành, chào chú Trường Giang, chào chú Ngô Kiện Huy và tất cả cô chú đang ngồi trong trường quay. Cái giọng của mình nó giống như là ở trên Đắk Lắk hả? Dạ vâng ạ, em là Buôn Ma Thuột anh. Hai bạn đang làm gì? Dạ em hiện tại là em ở nhà em buôn bán quán cà phê, còn đây là cháu em anh ạ. Ừ. Dạ. Cháu mấy tuổi rồi con? Dạ con 13 tuổi. À. Cho em xin phép là từ đường xá xa xôi thôi em xuống đây có một món quà gọi là cũng là tại quán em cà phê mà em tự nấu có lộ quên rang xay cà phê. Tự rang xay không phải rang xay mà tự mua về mình trộn xong về rồi mình chế mình bán, cho nên là em có một chút là em gửi đến em làm quà là pha nước cà rồi phê à. Bột cà phê bột thì rang xay không chịu nữa. Thí sinh nên vậy. Rang xay là cái đó là người ta rang xay, còn mình là mình chỉ nhập về mà mình trộn thôi. Nhưng quan trọng là em trộn với cái gì vậy? Em có xài pin không? Ai cho mình hỏi cái câu đó hết, chọc quá anh. Ừ. Dạ, cho em xin phép lấy tặng. Bé này chắc diễn vui lắm đây nè thiệt. Thí sinh cứ nên như vậy nha. Tại vì em không biết là có đậu hay chưa, nhưng trước mắt là tặng đã. Đúng rồi, anh nghĩ nên dạ, như vậy. Tại vì em cứ nghĩ là chắc cảm là rớt thôi chứ không đậu đâu. Cảm dạ, ơn em. Em à, em à. Dạ, cái này là giống như em từ chuồng xong rồi mình đóng vô đây. Ôi, thích quá. Tức là người ta xây, người ta giao cho mình. Dạ, và mình biết em... mình có chắc người ta xây gì trong đó. Dạ, mình lấy cái hãng của Trường Giang. À, tức là hãng uy tín làm ăn với mình. Dạ, Trường Giang là tên anh luôn á. Thấy không, cái hạng nó có chuyện gì là lôi đầu ra đó. Anh ơi, cho em xin tặng anh chút. Ờ, cảm ơn em, dạ. Trời ơi, quý hóa quá, đường xa nè. Rồi. Chú ơi, cái này là... con... chú luôn. Bạn con gửi lời cho chú. Là bạn con nói là hâm mộ chú nên là... gì đâu. Bạn con tên là gì, nói luôn, bạn con tên là gì. Dạ, bạn con có ba đứa lận chú ơi. Rồi, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn bạn nha. Dạ, cảm ơn anh. Thật ra thì ngại lắm đó. Dạ, nhưng em có thể đưa cho anh luôn cũng được. Ờ, không. Cái áo này là mượn của ba hả? Dạ, em mượn của ba em. Dạ, còn những đồ này là mình tự mình mua. Hai cái đầu tóc giả là mua ở đâu? Dạ, mua ở trên Đắk Lắk luôn anh. À, dạ. Trên đó tóc giả nó cũng phong phú ha. Dạ. Mình giống tự cắt luôn phải không? Dạ, mua về xong mình tự cắt. Tự cắt. Dạ. Là khéo tay đó. Hai bạn coi phim Avatar chưa? Dạ chưa. À, tóc này giống giống vậy đó. Mà công nhận hai đứa xem cái tướng bận bộ đồ như nhìn nó lạ lắm nha. Thiệt luôn á. Ê, mình thi đi. Thi luôn á. Thi chứ. Hôm nay tặng cà phê xong về. Thì được thì được, không được thì thôi anh ha. Coi như là mình một sân chơi. Chứ không thi không được làm gì em. Bán cà phê, tặng cà phê ha. Ừ. Cháu nào bán vàng ha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Em ơi, vô chủ đề chính luôn nha em. Anh bấm action 60 giây là em giới thiệu sản phẩm cà phê Trường Giang cho anh nha em nha. Dạ em biết ạ. Rồi action diễn. Dạ em tên là Trương Nữ Hoàng Mai Thi Diễm Lệ Kiều Hương. Em năm nay vừa tròn 29 tuổi. Em ơi, vô chủ đề chính cà phê Trường Giang giùm anh đi em. Dạ, quay các bạn qua đây. Action diễn. Quay các bạn qua đây. Nhìn em chưa đủ lầy sao anh. Em ơi, chủ đề chính cà phê Trường Giang giùm anh em ơi. Dạ em biết là anh. Action diễn. Em đẹp. Một lần nữa nha. Một lần nữa là đập máy luôn, nghỉ quay luôn nha. Đập nét máy luôn nha. Dạ em biết anh. Action diễn. Em đẹp. Lấy búa ra nè, đập đẹp mày luôn, đập đẹp mày luôn mà chưa luôn, chưa gì hết luôn. Rồi. Em năm nay vừa tròn 29 tuổi. Dạ, em đẹp lắm đúng không anh quay phim? Em đẹp. Dạ, em đẹp. Tụi em chưa hiểu chuyện xảy ra luôn đúng không? Cái bà... Tại vì nó rối quá em. Bà là rối chứ nó bà không có rối. Bà rối đó, nó không hề rối. Nó rớt xuống đây nó chết, nó giận nó. Nó bảo em đẹp, nó vẫn diễn. Bà đứng mà nhìn nó, bà nói
Bạn ngưng diễn một tiếng. Tự em suy nghĩ ra mà em quên luôn á. Thật sự em quên, nó rung quá sao á. Nó rối. Tôi cười là gì cái bà nội này nè. Rớt xuống máy nổ rồi giận em 18 tuổi. Nó nằm nó nói giống như con búp bê mà còn pin á. Em 18 tuổi. Muốn chết luôn nghe thiệt á. Mà bà không có tâm lý gì luôn, hiểu không? Bà đâu có biết bà đang làm gì đâu. Máy bấm nút rồi. Bấm nút là nói, biểu dặn nói là nói. Hèn thì tôi cười là tôi cười cái đó đó. Em. Dạ, em nghe. Em phải nhẹ nhẹ nhàng nhàng lại, em ào ào quá à. Dạ dạ. Phải từ từ. Bây giờ em muốn bạn đúng không? Nên là bây giờ tao có 60 giây rồi nha. Action, 60 giây bấm. Em là 16 tuổi em. Em ơi, chỉ có 1 phút thôi. Em 16 tuổi, có người em mới. Em ơi, ráng lên nhanh lên. Em đi đây, ghế vô cà phê em ơi. Tán một cái bóp vô mặt. Thì mới cười, chứ quăng cái máy đâu có cười. Dạ. Đúng không? Dạ vâng. Tát cái bóp vô mặt mới cười chứ sao quăng cái máy sao cười được. Rồi, có cái gì vui hơn không? Các bạn này có 2 triệu đồng. Mình thi tiếp hay ngừng lại? Dạ tiếp chứ anh, nhưng thì mà để tiếp. Lấy cái mục này mà. Tiếp cái đó hả? Đừng có rối nha, bình tĩnh mới thắng. Bình tĩnh mới thắng được. À, bấm mấy anh à. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chơi cà phê đá đi. Trời, nghĩ sao cái cà phê đá trời. Hết đá, hết ly, hết phê kém khác. Tôi chết tôi luôn, trời chết tôi luôn, chơi món khác tôi đi. Chơi ly bạc xỉu đi. Trời, nghĩ sao cái bạc xỉu trời. Bạc mà còn xỉu, uống cho xỉu chết luôn. Chơi món khác tôi đi, trời. Chơi ly xăm dứa đi. Trời. Xăm còn xăm cho chơi dứa chết luôn á. Ăn dứa mà chết luôn, chơi món khác tôi đi trời. Tới giờ chết. Mười giờ. Nhảy đi tăng 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 tăng. Nhảy đi bậy. Nhảy tăng tăng tăng. Bảo vệ. Cái gì vậy? Bảo vệ. Đầu lao. Cái gì hai bà đang diễn rồi hành đô giật Mỹ vậy? Mà nổi người hết trơn rồi. Con bé này diễn có duyên nè. Nhỏ dạ, nhỏ đó. Dạ không chú. Tại ở nhà tập tấm này do gì Út rối qua nên mới cầm chân đâu biết gì đâu. Trời ơi bà ơi. Bà dì Út ơi. Bà thấy nhỏ chân vàng bà tính bẻ chân nó hả? Trời đất ơi. Đè con nhỏ ra dần rồi lôi rồi sách tội nghiệp. Mà con nhỏ hoang mang bây giờ chưa biết cái gì. Chưa hoàn hồn luôn đó. Hồn văng đâu trên nóc nhà đó. Tự nhiên được cái diễn không được, cái nắm cái giò nhỏ lôi à. Thì đó, em mới kêu bảo vệ đó. Một nhỏ hoang mang tưởng con còn sống hả? Kiểu gì đó. Cái gì vậy trời bà dì Út? Dạ cũng... Bà là diễn phá không đó. Con bé này nó diễn rất là có duyên luôn. Chơi lê phê đá đi. Dễ thương cái giọng nó cưng lắm. Chơi lê phê đá đi. Đáng lẽ nãy bà dì Út nói là quý khách ơi, mời mà vô quý khách. Dạ, quý khách uống gì? Quán em cái gì cũng có. Cho ly phê đá đi. Phê đá mới hết. Cho ly xăm dứa đi. Xăm dứa không còn. Cho ly phê sữa. Cho ly bạc xỉu đi. Bạc xỉu. Ngưng phục vụ. Còn hồi đi càng ngày càng lên. Không có cái món gì hết. Nhưng mày bán cái gì? Quán em cái gì cũng có trong menu. Nói ví dụ vậy. Nhẹ nhàng lắm. Thấy không? Gì mà la làng sùm quýnh nhau. Đè à. Trời ơi. À, đường đi về Quy Nhơn, đường về Quy Nhơn, đường liền sắp chưa? Cảm ơn hai bạn. Bỏ ba đi. Bỏ ba đi. Nhỏ này có duyên nè.